Video này được tài trợ bởi Universe Master, tựa game bắn bi phiên bản vũ trụ cực hay ho cho người Việt. Nội dung chi tiết ở phần sau của video. Xin chào, rất vui vì tôi được gặp lại các bạn trong loạt video sinh ra để giúp bạn trở nên thông thái hơn và để xem bạn có thông thái hơn sau khi xem xong phần 6 này không nhá. Lượng vàng hiện có trong lõi trái đất đủ để phủ lên toàn bộ đất đai của hành tinh một lớp khoảng nửa mét. Đó là kết luận của giáo sư Bernard Wood, một nhà địa chất tới từ trường đại học Macquarie ở Sydney, Australia. Giáo sư gỗ cho rằng khoảng 30 triệu năm sau khi được hình thành, trái đất được bao phủ bởi một đại dương đá nóng chảy sâu hàng trăm km. Siêu đại dương dung nham này đóng vai trò như một lò luyện kim khổng lồ, tách chiết nhiều nguyên tố quan trọng, trong đó bao gồm vàng. Vàng nguyên chất sau khi được tách chiết chìm xuống dưới, hòa vào lớp lõi ngoài có dạng lỏng của hành tinh ở độ sâu khoảng từ 2.890 km bên dưới bề mặt. Nghe thì cũng chả có gì ghê gớm cho đến khi ta Google và phát hiện ra rằng cái hố sâu nhất mà con người từng đào được, lỗ khoan siêu sâu Kola, chỉ sâu khoảng 12,262 km. Bye bye vàng lỏng. What the hell? Vàng lỏng. Vàng lỏng. Vàng lỏng. Mặt trời, ngôi sao gần chúng ta nhất, hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm và được dự đoán là sẽ chết sau khoảng từ 7 đến 8 tỷ năm nữa, nâng tuổi thọ dự kiến của ông trời lên khoảng từ 11,6 đến 12,6 tỷ năm. Tuy nhiên, đây lại không phải là tuổi thọ trung bình của mọi ngôi sao trong vũ trụ. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thời lượng cuộc đời của một ngôi sao chính là khối lượng của nó. Một ngôi sao càng nặng thì càng đoản mệnh, tức càng chết sớm và ngược lại. Những ngôi sao có khối lượng xấp xỉ mặt trời sẽ có tuổi thọ xấp xỉ mặt trời. Những ngôi sao nặng nhất trong vũ trụ, khối lượng gấp từ 25 lần khối lượng mặt trời trở lên, thường chỉ thọ có vài triệu năm. Nghe thì vẫn khá là kinh khủng, thế nhưng trên quy mô vũ trụ, vài triệu năm chỉ giống như một cái chớp mắt mà thôi. Ở chiều ngược lại, những ngôi sao còi cọc nhất vũ trụ thuộc hệ sao lùn đỏ, Red Dwarf, với khối lượng nhỏ hơn 0,35 lần khối lượng mặt trời thì có thể tồn tại trong hàng nghìn tỷ năm. Vâng, là hàng nghìn tỷ năm nha anh chị em. Và do vũ trụ mới chỉ tồn tại có 13,8 tỷ năm, tất cả những ngôi sao lùn đỏ trong vũ trụ, một cách vui vẻ mà nói, vẫn còn đang ở trong thời kỳ sơ sinh. Và tại thời điểm chúng chập chững biết đi, nhân loại nhiều khả năng đã bay màu từ rất rất lâu rồi. Nói không chừng, một ngôi sao lùn đỏ có thể tồn tại tới những thời khắc cuối cùng của vũ trụ. Để biết tại sao lại có cái sự như vậy, hãy cùng nhìn sang một nhân vật phản diện trong một vũ trụ điện ảnh hoang tưởng, Thanos. Thanos dành cả tuổi thanh xuân của mình để tìm kiếm sự cân bằng, thứ mà mọi ngôi sao trong vũ trụ luôn phải cố gắng để duy trì. Khi bạn nhìn lên mặt trời, ngoài chói mắt ra thì bạn chả thấy gì khác cả. Thế nhưng sâu thẳm bên trong anh hoàng, một cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra. Lực hấp dẫn giống như một máy nén thủy lực, mím môi mím lợi nén mặt trời lại, không khiến nó sụp đổ vào bên trong. Ở chiều ngược lại, năng lượng dư thừa từ các phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi mặt trời được phóng ra bên ngoài, chống đỡ lại sức ép của lực hấp dẫn, tạo ra sự cân bằng và ngăn không cho sự sụp đổ xảy ra. Một ngôi sao muốn tồn tại trong trạng thái ổn định phải luôn duy trì được sự cân bằng này, bằng không sự sụp đổ hấp dẫn sẽ kết liễu chúng. Những ngôi sao càng nặng thì càng bị nén lại nhiều hơn bởi lực hấp dẫn và càng phải tạo ra nhiều năng lượng hơn để chống lại sức ép đó. Những ngôi sao siêu nặng có rất nhiều nhiên liệu, song chúng đốt nhiên liệu quá nhanh và thường chết sớm. Những ngôi sao nhỏ hơn có ít nhiên liệu hơn, song lại sống lâu hơn do chúng đốt nhiên liệu một cách chậm rãi hơn rất rất nhiều. Tóm cái váy lại, cái gì quá cũng không tốt và nặng quá cũng vậy. Một cây kiếm nhìn là biết sinh ra để cầm ở phần cán hay chuôi kiếm. Ấy thế mà người Đức lại phát minh ra một kỹ thuật dùng kiếm gọi là Mortal. Trong đó người dùng kiếm nắm chặt phần lưỡi kiếm bằng cả hai tay, sau đó dùng lực để đập đối phương bằng chuôi hoặc quai bảo vệ. Chắc là tớ không cần phải nhắc các bạn tuyệt đối không được thử cái trò này ở nhà đâu đúng không? Những con lười, nghe tên là bạn biết rồi đấy, vô cùng lười tắm, cộng với việc chúng sống trong một môi trường ẩm ướt, cộng với việc chúng sở hữu một bộ lông khá là Amazon, khiến rêu và một số loài thực vật tương tự đôi khi phát triển khá là thịnh vượng trên cơ thể chúng, khiến một số con lười, một cách không ngoa mà nói, trông giống như một sinh vật ngàn năm tuổi hoặc là một khu rừng thú nhỏ vậy. Ngoài ra thì những con lười sở hữu thị lực khá tệ,
Điều này khiến chúng đôi khi nhầm tưởng cánh tay xanh rêu của mình là một cành cây. Hậu quả là thay vì bám vào một cành cây, chúng dùng tay này bám vào tay kia và rơi xuống đất, đôi khi là chết luôn. Chắc là tớ cũng không cần nhắc các bạn chuyện không được bắt chước mấy con lười đâu nhỉ. Vào ngày thứ 6 đen tối, Black Friday, ngày hội mua sắm siêu giảm giá, siêu khuyến mại của năm 2014, một sản phẩm mới với tên gọi hộp cức bò Bullshit Box đã được lên kệ tại các siêu thị Mỹ với giá khuyến mãi là $6, khoảng 138k. What? Bên trong chiếc hộp cức bò là cức từ một con bò thật, đúng như những gì được quảng cáo. What the hell? Nhà sản xuất còn rất thành thật về xuất xứ sản phẩm khi ghi rõ chiếc hộp giấy sản xuất ở Trung Quốc, còn cức bò sản xuất ở Mỹ. Kết cục, nhà sản xuất hộp cức bò bán được hơn 30.000 sản phẩm, thu về hơn $180.000, khoảng 4,1 tỷ đồng theo thời giá hiện tại. Được biết, những chiếc hộp cức bò được tạo ra như là một sự phản đối trước sự điên cuồng của những người mua sắm trong ngày thứ 6 đen tối, khi mà họ mua gần như bất cứ thứ gì được dán nhãn giảm giá. Và những chiếc hộp cức bò chính là ví dụ sinh động nhất. Thôi thì cũng còn may vì nhà sản xuất có tâm, ít ra cũng đã sấy khô mấy cục cức trước khi tung ra thị trường. Côn trùng là nhóm động vật đa dạng nhất hành tinh. Các nhà khoa học mới chỉ mô tả được hơn 1 triệu loài côn trùng, song họ ước tính rằng có từ 6 đến 10 triệu loài côn trùng đang tồn tại trên trái đất, chiếm hơn 90% số loài động vật của cả hành tinh. Côn trùng về cơ bản là không thọ, tuổi thọ của chúng hiếm khi vượt quá vài năm. Cá biệt, những con phù du trưởng thành, mayfly, thường được biết đến ở Việt Nam với tên gọi con thiêu thân, chỉ có thể sống tối đa một vài ngày. Nghe thì có vẻ buồn, thế nhưng phù du trưởng thành sinh ra không phải để sống lâu mà là để sinh sản. Chúng có một cái miệng nhưng lại không thể ăn, có đường tiêu hóa nhưng lại chứa đầy không khí. Trong quãng thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình, hàng triệu con phù du trưởng thành đồng loạt trồi lên từ dưới mặt nước, tìm kiếm đối tượng, hẹn hò, làm chuyện ấy, đẻ trứng rồi chết. Nghe thì có vẻ Fast and Furious, thế nhưng những con phù du một vài ngày tuổi vẫn thuộc hàng trưởng thọ trong giới phù du. Một người bà con xa của chúng, loài Dohlania americana, chỉ có chưa đầy 5 phút đối với con cái và khoảng 30 phút đối với con đực để làm tất cả những điều vừa được liệt kê bên trên. Ở chiều ngược lại, những con bướm chúa với thân hình béo phì độ XXL từng được ghi nhận là có thể sống tới 50 năm. Một số nhà khoa học còn tin rằng trong những điều kiện lý tưởng, chúng có thể sống tới 100 năm. Wow! Hàng rào là một cấu trúc bao quanh một khu vực, thường ở ngoài trời và thường được xây dựng từ các cột trụ, được kết nối bằng các tấm gỗ, gạch, dây hoặc lưới. Một hàng rào thường chỉ dài từ vài chục cho tới vài trăm mét. Nhiều hàng rào bao quanh các công trình lớn có thể lên tới cả km. Hàng rào dài nhất thế giới được xây dựng tại Australia từ những năm 1880 và hoàn thành vào năm 1885 với mục đích bảo vệ những đàn cừu ở phía nam bang Queensland thông qua việc ngăn chặn những con chó dingo thâm nhập vùng đất này. Công trình này có tên là Dingo Fence, tạm dịch là hàng rào chó dingo, và là một trong những cấu trúc nhân tạo dài nhất thế giới khi dài tới 5.614 km. Để cho bạn dễ hình dung thì hàng rào này có thể dùng để cắm xuyên suốt biên giới trên đất liền của Việt Nam và vẫn còn dư tận 1.000 km. Thay mặt nhà phát triển, VFX xin được cảm ơn sự ủng hộ của anh chị em đối với Universe Master, tựa game bắn bi phiên bản vũ trụ cực hay ho cho người Việt với gần 20.000 lượt tải xuống. Bên cạnh đó, đội ngũ phát triển cũng gửi lời xin lỗi về các lỗi nhỏ còn tồn đọng trong game. Nếu như bạn chưa biết thì Universe Master là một tựa game giả lập cho phép người chơi xây dựng một hệ mặt trời và sử dụng các hành tinh để bắn và tấn công hệ mặt trời của người khác, khơi mào những cuộc chiến liền sau. Bạn có thể nâng cấp các hành tinh và khiến những battle bắn bi trở nên hoành tráng hơn bằng cách tìm kiếm các mảnh nguyên tố quý hiếm tại vành đai thiên thạch và hố đèn vũ trụ. Bên cạnh chơi solo, anh chị em có thể bắn bi với bạn bè Nam Châu thông qua chế độ chơi PvP. Trong bản cập nhật mới nhất, Universe Master mang tới tính năng tự động tấn công tổng lực, giúp bạn hủy diệt đối phương theo cách dã man còn ngàn nhất. Bản thân hệ mặt trời cũng được nâng cấp mạnh mẽ với 13 skin mới, nâng tổng số skin lên thành 23. Đặc biệt, một event độc dị đang diễn ra. Hãy nhanh tay tìm và bắt cóc các phi hành gia, người ngoài hành tinh, phi thuyền, đĩa bay và cả những con gà không gian rồi thả chúng vào hố đen để nhận những vật phẩm đặc biệt. Bạn cũng có thể tham gia nhóm Universe Master Group để thông báo lỗi tới nhà phát triển game và nhận lại những phần thưởng xứng đáng.
chia sẻ những đoạn gameplay đỉnh cao cũng như đóng góp ý tưởng mới giúp game ngày càng amazing good job. Tải ngay Universe Master, tựa game kết hợp nhuần nhuyễn giữa bắn bi học với vật lý học và thiên văn học. Anh chị em nào có gặp mình trong game thì nhớ nể mặt nhau tí nha. Link tải game trong phần mô tả và top comment của video này. Các bạn vừa xem xong phần 6 của 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn được thực hiện bởi VFX. Hỏi thật, bạn có thấy thông thái hơn tí nào không? Nếu thích loạt video mới này, nhớ like và share nhiệt tình. Như thường lệ, hãy đăng ký kênh và bấm chuông để luôn nhận được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!